Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro đã đạt được một thỏa thuận vào sáng sớm hôm thứ Ba cho một chương trình giải cứu thứ hai cho Hy Lạp, bao gồm một khoản cho vay mới trị giá 130 tỷ euro và đặt mục tiêu cắt giảm nợ của Hy Lạp xuống còn 121% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2020, thay vì 120% như yêu cầu trước đây, sau khi các chủ sở hữu trái phiếu tư nhân chấp nhận xóa một tỷ lệ nợ nhiều hơn để bù lại khoản tài trợ thiếu hụt. Thỏa thuận này đã được công bố sau một cuộc đàm phán kéo dài cả đêm trong suốt 13 giờ đồng hồ. Quỹ viên về vấn đề tiền tệ của Liên minh châu Âu, ông Olli Rehn, đã châm biếm với một số ít các phóng viên đã ngồi lại qua đêm rằng trong 2 năm qua và một lần nữa trong đêm hôm qua, ông đã học được rằng từ Manhattan thật sự là một từ tiếng Hy Lạp nhưng cuối cùng cũng đã đi đến một thỏa thuận. Hiệp định về một gói giải cứu 130 tỷ euro đi kèm với các điều kiện nghiêm ngặt sẽ giúp chấm dứt sự không chắc chắn đã làm rung chuyển khối đồng euro và tránh cho Hy Lạp không bị phá sản. Sau khi rời khỏi cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp ông François Baroin đã nói rằng đây là một thỏa thuận thật sự tốt bởi vì gánh nặng sẽ được chia sẻ đều đặn giữa các nước trong khu vực đồng euro và Hy Lạp, cũng như giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Ông cũng cho đây là một thỏa thuận thực sự tốt bởi vì qua đó các nước sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra trước đó, bao gồm cắt giảm tỷ lệ nợ của Hy Lạp xuống còn 121% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2020. Các chủ tư nhân sở hữu các khoản nợ của Hy Lạp sẽ bị mất lên đến 53.5% giá trị danh nghĩa của các trái phiếu mà họ đang nắm giữ, như là một phần của chương trình trao đổi nợ để giúp làm giảm khoảng 100 tỷ euro trong các khoản nợ của Hy Lạp. Trước đây, theo dự kiến, sẽ chấp nhận bị mất 50% giá trị danh nghĩa, tương đương với một thua lỗ khoảng 70% trên giá trị hiện tại của trái phiếu. Các bộ trưởng cho rằng, chương trình mới sẽ tạo ra những điều kiện tiên quyết để Hy Lạp có cơ hội tạo được sự phục hồi kinh tế bền vững. Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết các bộ trưởng trong khu vực đồng Euro đã đồng ý một cắt giảm 53.5% giá trị trái phiếu và các trái phiếu mới sẽ bắt đầu vào khoảng 2% và sẽ tăng lên với thời gian từ 3 cho đến 4.3% sau năm 2020. Với phương cách này, mục tiêu cắt giảm nợ công của Hy Lạp sẽ đạt được. Qua chương trình hoán đổi nợ, các chủ sở hữu trái phiếu tư nhân sẽ nhận được những trái phiếu 30 năm để đổi lấy những trái phiếu ngắn hạn mà họ chấp nhận xóa bỏ. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nhận được một ngân khoản tiền mặt. Để làm nhẹ thêm gánh nặng nợ nần của Athens, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không lấy lợi nhuận mà ngân hàng này có được khi mua trái phiếu của Hy Lạp trong vòng 2 năm qua thông qua chương trình thị trường chứng khoán. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã chi khoảng 38 tỷ euro để mua trái phiếu của chính phủ Hy Lạp. Khoản nợ này nay trị giá khoảng 50 tỷ euro. Bằng cách không nhận lợi nhuận và phân phối lại cho các ngân hàng trung ương của các quốc gia trong khu vực đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể giúp cho Athens nhẹ bớt gánh nợ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ông Mario Draghi khi rời khỏi cuộc họp đã nói, điều quan trọng là tất cả các thế lực chính trị lớn tại Hy Lạp phải chấp nhận các cam kết mà Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đã đồng ý. Và một điều khác cũng rất quan trọng, đó là việc thực hiện chương trình này cần được theo dõi đúng mức. Đây là thỏa thuận vay mượn khẩn cấp thứ hai trong trường hợp của Hy Lạp. Quốc gia này đã nhận được một gói cứu trợ đầu tiên trị giá 110 tỷ euro, được thiết lập bởi các khoản vay song phương từ các chính phủ trong khu vực đồng euro và Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 5 năm 2010. Thủ tướng Hy Lạp ông Lucas Papademos cho biết ông rất hài lòng với thỏa thuận này và nhấn mạnh chính phủ Hy Lạp sẽ giữ lời hứa của mình và thực hiện những cải cách cần thiết. Chủ tịch khu vực đồng Euro ông Jean-Claude Juncker nói trong cuộc họp báo chính thức sau cuộc đàm phán rằng khối đồng Euro hoàn toàn nhận thức được những nỗ lực đáng kể của các công dân Hy Lạp và ông cũng nhấn mạnh rằng những nỗ lực chung của tất cả các thành phần trong xã hội Hy Lạp rất là cần thiết để đưa nền kinh tế Hy Lạp trở lại một tình trạng tăng trưởng bền vững. Đồng Euro đã gia tăng, đảo ngược xu hướng bị mất giá trước đó sau khi có tin thỏa thuận đã đạt được. Một báo cáo được chuẩn bị cho các bộ trưởng bởi các chuyên gia của Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế mà Reuters đã có được, cho biết Hy Lạp sẽ cần thêm ngân khoản cứu trợ để cắt giảm các khoản nợ xuống gần mục tiêu chính thức của năm 2020 do tình hình kinh tế của quốc gia này nay đang ở mức tồi tệ nhất chưa từng có. Nếu Athens không thông qua cải cách kinh tế và tiết kiệm, khoản nợ công có thể lên đến 160% tổng sản lượng quốc gia trước năm 2020.
Thỏa thuận cứu trợ này sẽ cho phép Athens khởi động một chương trình hoán đổi nợ với các nhà đầu tư tư nhân để giúp cắt giảm và tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ của mình, giúp Hy Lạp có một nền tảng tài chính ổn định hơn và giữ quốc gia này lại trong khối 17 quốc gia đồng euro. Báo cáo về vấn đề nợ được trình cho các bộ trưởng vào tuần trước cho thấy rằng nếu không có thêm các biện pháp nợ của Hy Lạp sẽ chỉ giảm xuống đến mức 129% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2020. Quỹ tiền tệ quốc tế đã tuyên bố nếu tỷ lệ nợ không được cắt giảm xuống gần 120%, cơ quan tài chính này không thể giúp tài trợ cho việc giải cứu. Quyết định hành động trả đũa của Iran ngừng bán dầu cho Anh và Pháp đã làm cho giá dầu thô gia tăng cao. Cả hai nước Anh và Pháp đã bắt đầu việc tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế trước khi các biện pháp xử phạt của Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu dầu thô của Iran được thực thi vào tháng 7. Nhưng tin tức Iran ngừng bán dầu thô cho Anh và Pháp đã làm cho giá dầu thô Brent vượt quá mức 120 Mỹ kim một thùng, lên đến mức cao nhất của 7 tháng. Ông Simon Wardell, một nhà phân tích trong ngành dầu khí, cho rằng sẽ có một khoảng thời gian gián đoạn vì với xuất khẩu dầu thô Iran giảm bớt trên thị trường thì sẽ làm giảm công suất toàn cầu nói chung. Trong khi đó, theo ước tính của các chuyên gia thì nhu cầu dầu thô sẽ gia tăng, cho nên ít nhất là trong một khoảng thời gian, giá dầu thô sẽ gia tăng trên thị trường thế giới. Châu Âu sử dụng khoảng 500.000 thùng dầu của Iran mỗi ngày, một số lượng tương đối nhỏ so với các quốc gia khác. Ả Rập Saudi và Libya theo dự trù sẽ thay thế Iran cung cấp cho châu Âu, trong khi nhà sản xuất lớn thứ 5 của thế giới tìm kiếm khách hàng mới. Ông Walden nghĩ rằng Iran đang tìm kiếm chủ yếu trong những khách hàng là người đã mua dầu thô của Iran như Trung Cộng, Ấn Độ hay có thể là Nam Hàn và Nhật Bản. Mặc dù Nam Hàn và Nhật Bản đã tuyên bố rằng họ sẽ cố gắng giảm bớt lượng nhập khẩu dầu thô của Iran, nhưng có lẽ Iran sẽ phải chiêu dụ những khách hàng có thể bằng cách giảm giá và điều này sẽ có một tác động tài chính đối với Iran. Iran đã cảnh báo các biện pháp trừng phạt chương trình nguyên tử của nước này sẽ làm gia tăng giá dầu trên toàn cầu, và đó là một tin xấu đối với Liên minh châu Âu. Giá dầu gia tăng sẽ gây thêm thiệt hại rất nhiều cho các công ty và các gia đình đang đau khổ vì hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ và tăng trưởng kinh tế bị đứng lại. Các nhà phân tích không cho rằng mức giá sẽ gia tăng lên đến mức cao kỷ lục 140 Mỹ kim một thùng như cách đây 4 năm. Nhưng đối với nhiều người tại Âu Châu, trong tình hình hiện nay, bất kỳ một gia tăng nào cũng đều tạo thêm khó khăn. Trong khi đó, trong ngày thứ hai, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đã ký một thỏa thuận khai thác dầu ở vùng nước sâu. Một thỏa thuận xuyên biên giới để thăm dò dầu khí ở vùng nước sâu của vịnh Mexico đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào hôm thứ hai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton và Tổng thống Mỹ Tây Cơ ông Felipe Calderon đã ký thỏa thuận để cho phép các công ty của Hoa Kỳ và tập đoàn dầu khí độc quyền của Mỹ Tây Cơ là Pemex khai thác tài nguyên dầu khí ở vùng nước sâu nằm giữa biên giới lãnh hải của hai quốc gia. Mỹ Tây Cơ là nhà sản xuất dầu thứ 7 trên thế giới, đã khoan ít hơn 20 giếng dầu trong lãnh hải của họ ở vùng vịnh. Một giám đốc của Pemex cho biết công ty đang có kế hoạch khoan 6 hoặc 7 giếng dầu mới ở vùng nước sâu trong năm tới. Các lo lắng về vấn đề an toàn đã nổi lên sau vụ nổ giàn khoan Horizon Deepwater của công ty BP vào tháng 4 năm 2010, làm thiệt mạng 11 công nhân và làm tràn hơn 4 triệu thùng dầu vào vùng vịnh. Bộ trưởng Bộ Thương mại Nam Hàn vào hôm thứ Ba cho biết thỏa thuận thương mại tự do giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3. Thỏa thuận gây nhiều tranh cãi này, theo một số nghiên cứu được cho biết, sẽ thúc đẩy thương mại song phương giữa hai đồng minh chính trị lên thêm 25%. Hiệp ước đã được ký kết cách đây gần 5 năm và đã phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ ngành thương mại và nông nghiệp ở cả hai nước. Hiệp ước này còn có thể sẽ gặp thêm những trở ngại chính trị tại Nam Hàn, nơi mà phe đối lập cho biết sẽ tìm cách bãi bỏ thỏa thuận. Bộ trưởng Bộ Thương mại Nam Hàn ông Park Tae-hoo cho biết tại một cuộc họp báo tại Hãng Thành rằng thỏa thuận này được khởi xướng vào tháng 2 năm 2006 và ký kết vào ngày 30 tháng 7 năm 2007. Kết quả của các cuộc đàm phán bổ sung vào ngày 11 tháng 2 năm 2011 cũng đã được ký kết. Vì vậy, thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3. Ông nói thêm, giao dịch thương mại giữa Nam Hàn với châu Âu đã bị thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực hiện nay. Do đó, vào lúc như thế này, thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ là một cơ hội tốt cho xuất khẩu của Nam Hàn sang Hoa Kỳ,
là thị trường đã phát triển lớn nhất của thế giới và sẽ còn tăng trưởng một cách đáng kể. Quốc hội Nam Hàn hiện đang nằm trong sự kiểm soát của phe bảo thủ cầm quyền. Trong tháng 11 đã phê duyệt thỏa thuận giữa cảnh ồn ào phản đối của các nhà lập pháp đối lập sau khi thỏa thuận này đã được ký kết vào năm 2007 bởi chính phủ cánh tả của Tổng thống Hồng Mù Huỳnh. Mặc dù chính phe đối lập đã khởi xướng các thỏa thuận FTA khi phe này nắm quyền, nhưng các nhà lập pháp của phe cánh tả đã lập luận rằng những thay đổi lớn trong hiệp ước sẽ cho phép các nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ xâm nhập vào thị trường Nam Hàn và một cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ làm cho hãng thành không có bất kỳ khả năng nào để bảo vệ lợi ích của mình. Với cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Nam Hàn và cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe bảo thủ cầm quyền sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để giữ được quyền lực. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bà biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.